chắc đã đang phê pha rồi, nên là thôi gọi điện luôn cho chắc ăn. Chị ở đây nó còn cái đống xả nữa nè chị. Thấy qua bên này xe 5, 4 xe 5 vậy hả? Lên lại cả nhà ơi, cả nhà ơi. Em có mấy bộ mango này đẹp lắm nè cả nhà. Size 60kg trở lại cả nhà mặt dừa, đẹp lắm. Hai miếng son này cho nó đẹp đẹp lên xíu rồi. Tươi tỉnh lên nè. Chị Ngọc Trâm hỏi em bộ gì vậy chị? Chị hỏi em có mẫu gì? Em không hiểu. Bộ em đang mặc là 60kg trở lại mặc dừa nè cả nhà. Bộ này đẹp lắm. Bộ này cái chị mặc vải đẹp ha. Vải mango cũng đẹp mà cái ở trên đây nó là vải lụa tầm ý vậy. Cái chị vải nó đẹp lắm. Mình mất à. Kiểu này là mặc modern. Kiểu này 55-60kg cái chị mặc mới đẹp. Ốm ốm như em là mặt không có đẹp. Bộ này là hàng của siêu thị, hàng gì á cả nhà. Em thấy giá ở trên đây còn giá 205.000 một bộ luôn. Giá của bộ này còn ở trên cái mạc là 205.000 ha. Để em bán bộ này cho cả nhà mình giá 120.000 thôi cả nhà. 120.000 vải đẹp lắm nha cả nhà. Size 55 đến 60 kg cả nhà, mặt đẹp. 55 đến 60 kg. Đẹp lắm. Cái vải áo cái chị cầm thôi là nó đã đẹp rồi. Cái quần không là nó cũng đã đẹp rồi đó cả nhà. Dạ em cảm ơn chị Hồng Thủy rất là nhiều. Đây cả nhà ơi, cái form của nó nè. Tầm ý phối mango cả nhà, 120.000 bộ, size 55 đến 60kg mặc dừa nha. Rồi bộ em đang mặc cả nhà lên giúp giùm em là mã hồng nè cả nhà, nhìn cái form nè. Size 60-62kg trở lại mặc được nha. Size 60-62kg trở lại mặc được đó cả nhà. Mango phối với tầm ý, hàng rất đẹp luôn nha cả nhà ơi. Hàng này hàng xịn đó cả nhà, 120.000 cả nhà mua đi, rất đẹp. Không có size 75kg chị. Bộ này size nè, các chị nhìn cái lưng quần của người ta nè, cái quần nè, quần mango ha. Size 60-62kg trở lại mặc dừa, lên giúp em mã xanh lá. Em đang mặc là mã hồng, cả nhà lên giúp em mã xanh lá. Size 60-62kg trở lại, chốt em mã xanh lá cả nhà. Rất là đẹp cả nhà ơi, cái bộ này mặc đẹp lắm. Đẹp và mát nữa. Cái này lên giúp giùm em là xanh biển. Nè còn giá luôn nè cả nhà, 205.000 em bán cho cả nhà, 120.000 bộ thôi. Rồi lên giúp giùm em mã này, mã xanh biển, hồng 120 em chốt cho chị Tuyết Nga Lê. Bộ này chị Tuyết Nga Lê mặc đẹp nè. 50 mấy ký trở lên chứ chị mặc mới đẹp nha. Ốm ốm như em là dưới 50 ký mặc không có đẹp. 120.000 bộ hồng em đang mặc, em chốt cho chị Tuyết Nga Lê.
Rồi bộ này cả nhà lên giúp dùm em bộ xanh biển nè cả nhà, 62 kg trở lại mặt dừa. Bộ này 65 kg mặt luôn á cả nhà ơi, cái size này nó bự nè. Bộ này 65 kg mặt được luôn á. Cái bộ màu xanh biển này 65 kg trở lại ký hả chị? Để em coi còn không. Hình như bộ hồng em đang mặc có một bộ một à. Em rút đại chứ em không có lựa luôn đó, mà nó có một bộ một à chứ ơi. Nó khác nhau hết trơn rồi chị. Bộ hồng em đang mặc là nó hết rồi. Đúng rồi, nó chỉ có cái áo màu đen và nó phối với cái quần màu khác thôi chị, chứ nó không có cái màu khác nha. Rồi lên giúp giùm em màu này nha cả nhà. Bộ này 65 kg trở lại cả nhà mặc được nè. Form này form to 65 kg cao chút xíu nào. Còn không thì bộ này 63 kg trở lại. Xanh dương em chốt cho chị Tuyết Nga Lê. Xanh dương 120 em chốt cho chị Tuyết Nga Lê. Cái này là cái quần của nó khác. Còn cái quần với cái bông ở trên đây nè, nó sẽ khác. Còn cái áo thì nó là phối với màu đen thôi. Cái áo vải nó đã lắm cả nhà ơi, vải nó rất là đẹp. Cái này em được có mười mấy bộ à, không có nhiều cả nhà ơi, mười mấy bộ à. Thường mấy cái hàng ít ít này mặc đẹp lắm. Rồi 63 kg trở lại luôn cả nhà. 63 kg, các chị nhìn là cái áo này, cái chị lấy cái chị mặc lẻ cũng được. Ở phía sau nó có cái nút gì ha. Rồi 62, 63 kg trở lại mặc vừa luôn. Lên giúp em mã này là mã nâu. Chốt em mã nâu nha. 62, 63 kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã nâu. Rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp em mã nâu cả nhà. Mã nâu. Rồi mã đỏ. Hàng đẹp lắm cả nhà. Mua cái cho chị mua thử một bộ hai bộ về mặc đi. Cái hàng này lâu lâu nó mới có. Mà nó cũng không có nhiều nữa. Rồi 63 ha. 63, 64 kg trở lại luôn. Rồi nhìn cái quần thôi là thấy nó đã đã rồi cả nhà. 63 kg trở lại mặc dừa. Lên giúp em mã đỏ. Nâu em chốt cho chị Cẩm Thị Lê Thị. Bộ này cái chị mặc mát màu đen ở nhà mặc đẹp. 120 ngàn, 205 ngàn. Em bán cho cả nhà 120 ngàn. Đỏ em chốt cho chị Quỳnh có. Mang gồ phối với tầm ý nha cả nhà. Rất là đẹp. Đỏ em chốt cho chị Quỳnh có. Nói chung là size 65 kg trở lại là cái chị mặc ok đó. Để em coi coi đỏ còn bộ nào nữa không nha chị. Em mặc là rộng nha. Size này 50 mấy ký đến 6 mấy ký cái chị mặc mới đẹp. Rồi đỏ em hết luôn rồi. Coi bộ này coi bộ gì đây. 63 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã này là mã cam. 62, 63 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã cam. Mã đỏ em hết rồi cả nhà. Lên giúp em mã cam đi. Không, cái size tới 6 mấy ký trở lại là nó đã hết rồi đó chị. Cái này là nó bự rồi đó. Cái này là size của nó là nó rơi vô cái size chung ha. Size chung là size tầm khoảng 55 kg đến 63, 64 kg cả nhà mặt dừa đó. Rồi lên giúp em màu cam nha cả nhà. Màu cam, màu nâu em hết rồi. Lên giúp em màu cam. Các chị nghe em đọc số ký nha. Cam em chốt cho chị Cẩm Thì Lê Thị. Bộ đồ cầm lên là biết nó xịn rồi cả nhà. Rất là đẹp luôn. Cái này em được 2 bộ nè. Ba ký trở lại mặt dừa, 62, 63 kg trở lại mặt dừa. Rồi lên giúp giùm em mã này cả nhà ơi. Mã này lên giúp em mã số 2 đi cả nhà. Mã số 2 em có 2 bộ. Mã số 2 em có được 2 bộ cho cả nhà, 62 kg trở lại mặt dừa. Vải nó đẹp. Bộ này nó còn giá ở trên đây đó cả nhà, 205 ngàn ha. Em sale cho cả nhà còn 120. Mã số 2 đi cả nhà ơi, mã số 2 đi, cam em hết rồi. Đẹp lắm cả nhà, quần dài luôn nha. Quần dài, mã số 2 em được 2 bộ.
Mã số 2 em được 2 bộ. Cam em hết rồi, em còn cái cam này nè, chị nào chịu cái cam này không? Mã số 2 em chốt cho chị Phương Nghi 1 bộ. Bộ này 50 mấy ký trở lên với chị mặc mới được, tầm khoảng 53 55 ký đến 62 63 ký mặc đẹp. Nhỏ nhỏ người mấy chị đừng chốt, mặc nó bị rộng. Rồi lên giúp giùm em 62 63 ký trở lại mặc vừa luôn cả nhà. Lên giúp giùm em mã này là mã cam 1. Lên giúp em mã này là mã cam 1 nha, cam 1. Chốt giúp em mã cam 1 cả nhà ơi, cam 1. Chị cho em mượn cái giúp bút lông đi chị. Bộ em đang mặc là mango phối với tầm ý á chị, mà hàng xịn nha, mango cao cấp, tầm ý cao cấp luôn, sờ vô là nó đã cái tay lắm cả nhà, nó đẹp á. Size 55 53 55 kg đến 63 kg là cả nhà mặc đẹp. Mango phối như lại là tầm ý nha chị ơi, mà hàng hai cái hàng mango nó cũng xịn mà tầm ý nó cũng xịn luôn. Tầm ý vải nó dày lắm nha. Vải dày mà nó vải dày dặn mà nó có lót lớp ở trong cho mấy chị nữa. Rồi cam 1 em chốt cho chị nhà Mai Ánh Hồng. Bộ này người hàng 200 mấy, người ta bán 200 mấy á. Sale được có em gom về được cho mấy chị có hai mấy bộ à. Nó không có nhiều nữa. Đẹp lắm. Nè còn giá luôn nè cả nhà. À, em đưa cho cả nhà xem cái giá. Ôi bộ này đẹp quá. Lên giúp em mã này là mã đẹp đi cả nhà. Mã đẹp size 62 63 kg trở lại mặc vừa nè. Nè các chị nhìn cái vải của nó nè, nó đẹp dữ lắm. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đẹp cả nhà. Áo bà ba lẻ em chưa có hàng chưa, em có bà ba bông nguyên bộ không à. Lên giúp em mã đẹp nha, 63 kg trở lại mặc vừa. Lên giúp em mã đẹp. Cái quần các chị thấy nó may không? Cái quần này mới đúng là cái quần dài nè. Cái quần dài là nó phải dài như thế này nó mới chuẩn nè cả nhà. Rồi lên giúp giùm em là mã đẹp nha, mã đẹp. Đẹp em chốt cho chị Lê Thị Đào. 120.000 một bộ. Dạ con nghe cô. Dạ. Tím cẩm size số 5 dạ có cô. Rồi con lấy cho con bộ tím cẩm. Dạ. Tím cẩm 5 cho cô tí. Đẹp em hết rồi, đẹp em hết nha. Rồi lên giúp em mã này là mã vàng. Chốt em mã vàng nha cả nhà, mã vàng. Chốt em mã vàng cả nhà ơi. Em mặc cái này là nó rộng á. Vàng 62 kg trở lại mặc vừa, chốt em mã vàng. Đẹp em hết rồi nha. Lên giúp em mã vàng cả nhà, 62 kg trở lại mặc vừa, chốt em mã vàng. Vàng em chốt, vàng chốt cho cô Báo Ngô. Rồi lên giúp em mã này là mã da cả nhà ơi, mã da. Mã da, rồi cái này nó bị xuất cái nút rồi. Bộ này bị xuất cái nút rồi cả nhà ơi. Bị xuất cái nút mất tiêu rồi. Chị nào về kết cái nút lại giùm em ha, tìm cái nút nào đẹp đẹp kết vô giúp giùm em. Rồi riêng bộ này á là em giảm cái nút cho các chị là giảm cái nút 10.000 nha. Bộ màu da này bán cho cả nhà mình. À bộ này bị lỗi luôn rồi cả nhà ơi. À, bộ này bị lỗi luôn rồi. Bị lỗi rồi, bộ màu da này bị lỗi rồi. Ghi giùm chữ lỗi đi chị. Thôi đem xuống dưới bỏ vô trong kia đi. Bộ đó bị lỗi rồi cả nhà ơi. Rồi bộ này cả nhà chốt giúp em nha, đẹp quá. Lên giúp giùm em mã này là mã lập thể. Lập thể em được 2 bộ cả nhà, lập thể size 62 kg trở lại mặc vừa. 62 63 kg trở lại mặc vừa, lên giúp em mã lập thể cả nhà. Lập thể. Bộ em đang mặc là em bán rồi cả nhà ơi. Vàng em hết rồi, lên giúp em mã này mã lập thể cả nhà. Mango phối với lại là tầm ý, rất đẹp luôn. Lập thể em có 2 bộ. Size 62 kg trở lại mặc vừa. Chốt em mã lập thể.
chứ em mãi lập thể nha, da nó bị lỗi rồi chị ơi. Ôi ôi nó đẹp cả nhà ơi, 62 63 kg trở lại mặt vừa giúp em luôn cả nhà. Lên giúp giùm em mã số 3. Chốt em mã số 3 120.000 một bộ. 120.000 một bộ, lên giúp em bộ này là mã số 3 cả nhà, mã số 3. Em còn có mấy bộ nữa em hết rồi. Bộ này ít lắm. Đây đây bộ màu da em còn được một bộ nè. Số 3 em chốt cho chị Hoa Như. Chị Hoa Như ơi, em chốt cho chị bộ màu da này luôn, chị chịu không? Bộ màu da này nè. 63 kg nha, 62 63 kg trở lại. Nói chung 50 mấy kg trở lên, 62 63 kg trở lại. Mango, hàng xịn sò luôn. Bộ màu da này cho chị Hoa Như luôn, ok không chị Hoa Như ơi? Rồi em chốt cho chị hai bộ ha. Một bộ mã số 3 với một bộ màu da. Rồi của chị Hoa Như hai bộ. Da em hết cả nhà. Da với mã số 3 em hết. Rồi bộ này lên giúp em mã số 4, nó không có size 70 kg chị. Cái này em được tầm khoảng 20 bộ à. Rồi lên giúp em bộ này mã số 4, 63 kg trở lại. 62 63 kg trở lại mặc vừa, lên giúp em mã số 4. 62 63 kg trở lại mặc vừa, lên giúp em mã số 4 nha. Cái quần nó dài miên man luôn cả nhà mà. 49 kg mặc rộng lắm chị. Mặc rộng nha, 50 năm mấy ký trở lên đến 62 63 ký trở lại thì mặc đẹp. Cái size này là size chung, size tầm trung chứ không phải là size đại. Rồi em chốt cho chị Molly. Chị Molly mã số 4 cho chị Molly. Rồi bộ này lên giúp giùm em mã số 5. Mã số 5 cả nhà ơi, mã số 5. 60 kg, bộ này 60 kg trở lại à, mã số 5 giúp em. Mã số 5 này là 60 kg trở lại mặt dừa, chốt em mã số 5. Mã số 5 60 kg trở lại mặt dừa. Mã số 5 nha. Mã số 5 60 kg trở lại. Rồi bộ này cả nhà lên giúp em mã số 6. Mã số 6 cả nhà, mã số 6. Mã số 6 là 62 63 kg trở lại mặt dừa nè, lên giúp em mã số 6. Mã số 5 là 60 kg, em chốt cho chị Đỗ Dung. $120.000 bộ. Mango phối với tầm ý. Mã số 6, số 5 em hết rồi, số 6. Số 6 62 63 kg trở lại mặt dừa cả nhà, lên giúp em mã số 6. Số 5 em hết nha, rồi số 6 cả nhà ơi, hết rồi đó, em có mấy bộ à. Số 6, bộ này cả nhà lên giúp em bộ xanh lá này đẹp nè. Xanh lá cũng 62kg trở lại luôn ha, 62-63kg trở lại. Mã số 6 em chốt cho chị Đỗ Sang. Rồi cả nhà lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Lên giúp em mã này là mã xanh lá cả nhà ơi. Chốt em mã xanh lá. Xanh lá giúp em nha, chốt em mã xanh lá. Xanh lá cả nhà ơi, size 60 62 kg trở lại mặt dừa. Rồi lên giúp em mã xanh lá nha. Bộ này đẹp quá trời đẹp luôn cả nhà. Đây cả nhà. Hàng cái chị mặc rất là modern nha nè, nhưng mà em mặc rộng nhìn nó không có đẹp đâu. Đây nhìn giúp em nha, vải thì bao đẹp luôn, size 50 mấy đến 60 mấy ký cái chị mặc mới vừa. Bộ này là cái chị mặc không có lo bị thấy cái bụng đâu, cái chị mặc rất là đẹp, giống như cái chị mặc áo cấp rớp vậy đó nha, không có bị hở, yên tâm nha cả nhà. Hàng 205.000, em được có 20 bộ à. Nói chung là hàng này đẹp đó, cả nhà chốt đi, rất là đẹp luôn. Xanh lá em chốt cho chị Xuân Phương. Size 60 62 kg trở lại mặc vừa ha. Cái chị mặc thử cái bộ này đi, đổi phong cách đi cả nhà, rất là đẹp luôn. Còn về cả nhà mà không thích cái áo này
cả nhà lấy cái quần cả nhà mặc với cái áo thun hoặc là cái đồ gì cũng được cho rất là dễ. Cái hàng mango này các chị rất là dễ kết hợp nha. Cái quần không là nó đã đủ tiền luôn rồi. Xanh lá em chốt cho chị Xuân Phương. Chị nào mà không thích mặc nguyên bộ như thế này, các chị mặc cái quần mango với cái áo thun cũng được nha, áo thun cũng được không có sao hết. Set này rất là đẹp. Nè cái quần nè, form quần các chị nhìn nè cả nhà. Em 1m58 mà em mặc nè, đó. Cái này mới là cái form quần dài nè. Đó, quần dài mà em chỉ thích cái quần dài hàng mango là may là phải dài như vậy nè. Đó, còn ngắn ngắn ở trên nữa là họ mặc nó không có đẹp. Xanh lá em hết rồi. Hồng này em chốt cho chị Tuyết Nga lên. Các chị mua bộ này các chị giảm được tới 80-90 ngàn bộ luôn đó. Rồi lên giúp em mã lập thể đi cả nhà. Lập thể này cũng đẹp nữa nè. Size 55kg lấy bộ lập thể này nè chị. Bộ lập thể này size 60kg trở lại mặt dừa nè. 55kg chị lấy bộ lập thể này nè chị đẹp. Bộ này 50 mấy ký trở lên mặc mới đẹp nha. Em mặc là nó còn hơi rộng đó. Đẹp quá đẹp luôn. Form quần mai cũng đẹp nha cả nhà. Form quần thiết kế này mai đẹp nè. Mai mấy chị mặc không có bị lộ cái vùng tam giác ra. À, đáy rất là vừa luôn, rất là đẹp. Nói chung là form này là ok đó. Lập thể, lên giúp giùm em mã lập thể cả nhà. Cô Hoa ơi, cô Hoa chốt size 55kg là lấy cái bộ lập thể này nè. Bộ lập thể này size 60kg trở lại mặt nè. 55-60kg là mặt đẹp đó. Rồi em còn có 3 bộ nữa là em hết rồi cả nhà. Cái quần này cả nhà ra, cái cả nhà mua cũng hết nhiêu rồi cả nhà, cả 100 ngàn hơn. Bộ mức là đẹp luôn. Rồi em còn được có 2 bộ lập thể ha, với lại một bộ mã đỏ này giúp em luôn. Bộ mã đỏ 60-62kg trở lại mặt dừa. Chị nào thấp người thì 60kg, chị nào cao thì 62. Rồi em hết rồi đó. Mấy bộ. Cái này có nhiều em cũng lấy nhiều cho mấy chị nữa. Đẹp quá trời đẹp luôn, vải đẹp. Có 20 bộ. Lập thể chốt cho cô Hoa 1 bộ. Rồi em còn được 1 bộ lập thể với 1 bộ mã số 2 nữa cả nhà. Bộ đỏ đó là mã số 2 với em. Lập thể em chốt cho chị Phượng Hồng. Rồi em còn được 1 bộ mã số 2 cả nhà. Mã số 2. Đó em chốt cho chị Phượng Anh luôn là em hết. Rồi em hết cái mẫu này luôn nha cả nhà. Sáu mươi lăm ký mà không được đâu chị ơi, vậy của chị Phượng Anh em xả ra nha. Sáu mươi lăm ký mà không vừa đâu ạ. Của chị Phượng Anh em xả nha chị. Rồi cả nhà ơi, em lên tiếp cho cả nhà nha. Bây giờ lên, cả nhà ơi lên áo khoác nha. Lên áo khoác nha các chị. Áo khoác 105 ngàn. Các chị có muốn coi áo khoác không? Coi áo khoác, em lên áo khoác. Không thì lên bà ba cả nhà. Chị muốn coi mẫu gì ạ? Bà ba đi ha. Áo khoác thì 105 ngàn. Áo khoác hàng của Holly, rất là đẹp luôn. Áo khoác này em còn size 65kg trở về cả nhà. 105 ngàn một áo.
vải cô tông gốc là đẹp luôn nha cả nhà ơi, hàng đẹp lắm. Hàng này hàng 4 túi nha cả nhà. 2 túi ngoài và 2 túi trong giúp em. Size 2XL là 55 kg trở lại, 3XL là 60 kg và 4XL là 65 kg. 105.000 một áo cả nhà. Rất là đẹp. Em đang mặc cái này là size 2XL nè. Em mặc rộng ha, size 55 kg, 2XL là 55 kg trở lại. Em đang mặc cả này, màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu vàng dưa cải. 105.000 cả nhà ơi, 105.000. Cô tông mịn nha cả nhà, cái hàng này là hàng cô tông mịn, cái chị mặc không bị xù lông. Không bị xù lông, không bị đổ lông nha, cái chất vải này nó đẹp lắm. Chất vải dày dặn nha cả nhà, hàng xịn nha. Hàng này có nghĩa là hàng công hàng mà người ta đặt á, người ta đặt xưởng may á, nên là màu là người ta lựa sẵn. Nhưng mà người ta đặt người ta lấy còn dư lại 200 mấy bộ á, người ta không có lấy nên là xưởng họ sale cho mình nên là mình được mua được cái giá này. Chứ hàng bình thường cả nhà mua cái bộ cái áo này thì nó giá nó tầm khoảng 180 gì đó. Rồi, 105.000 nha cả nhà. Dạ em cảm ơn anh Chí Đào rất là nhiều. Rồi áo khoác này em có size tới 65 kg nha. Nè cả nhà hiệu này nè, rất là đẹp luôn nha. 105.000. Mặc không có bị đổ lông cả nhà, cái chất vải này mặc đẹp lắm. Tại vì cái hàng này lúc hôm trước là em có chừa lại 2-3 áo em mặc rồi. Nói chung là đi nắng là bao thích. Mấy cái màu sáng sáng như thế này cái chị đi nắng nó cũng không có bị nóng nữa. Áo khoác cái chị đừng có lấy màu đen. Màu đen mặc đi ra ngoài nắng nó nóng dữ lắm. Nó hút cái ánh nắng mặt trời đó, nó rất là nóng nha. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh ngọc nha cả nhà. Màu xanh ngọc 105.000 một áo. Rồi lên giúp giùm em màu xanh ngọc. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu xanh bơ. Rồi chốt em màu xanh bơ nha cả nhà, màu xanh bơ. Rất là đẹp luôn. Chốt em xanh bơ. Rồi lên giúp giùm em màu xanh bơ cả nhà, màu xanh bơ. Màu xám cả nhà. Đẹp quá. Vải rất là đẹp nha. Đẹp lắm. Rồi lên giúp giùm em màu xám nha cả nhà, 105.000 một áo, màu xám. Form này form vừa, không có ngắn mà cũng không có dài nha. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu hồng nhạt cả nhà. Màu hồng nhạt, em có màu hồng đậm cho cả nhà. Chúng em màu hồng nhạt. Rồi em có màu này là màu nâu luôn nha. Màu nâu. Em có màu nâu với màu vàng luôn cả nhà. Size 55 kg cao bao nhiêu chị? Chị 55 kg chị cao bao nhiêu? 55 kg cao 1m55-56 trở lên thì chị lấy size 2XL là size em đang mặc nè. Chị thích mặc ôm thì chị lấy size 2X, còn chị thích mặc thoải mái tí xíu thì chị lấy size 3X. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu nâu cả nhà. Nâu bò á. Màu nâu bò á cả nhà, rất đẹp luôn nè. Nó chỉ khác nhau cái thiêu chữ với lại là thiêu bông ở trên đây thôi nha các chị, nó không ảnh hưởng gì hết. Rồi màu này cả nhà lên giúp em màu hồng đậm. Đẹp chưa? Màu hồng đậm. Các chị nhìn người ta may cái nón nè cả nhà, đẹp lắm. Rồi lên giúp em màu này màu hồng đậm nha, màu hồng đậm. Rồi em có màu vàng luôn, em đang mặc là màu dưa cải. Em đang mặc là màu dưa cải nha cả nhà. Còn màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu vàng. Hai cái màu này nó khác nhau nha. Trời, cái áo khoác nó đẹp cả nhà ơi. Bữa nay có một số chị nhận được rồi đó. Số chị đẹp nhà em nhận được cái này rồi, rất là ok luôn. Mấy chị mua thêm rồi đó. Rồi em có màu xanh min cho cả nhà luôn. Màu xanh min. Áo khoác 105.000 một áo chị. Không có màu xanh đậm. Không nha chị Vân Võ ơi. Hồng đậm size 4X em chốt cho chị Tho Phạm.
áo khoác cái chị đừng có lấy màu đậm, mấy cái màu tươi tươi vậy nè, mặc đi nắng nó mới mát. Màu đậm á là cái chị mặc ở trong nhà thì được, nhưng mà cũng đừng mặc mấy chị áo khoác mình mặc làm kiểu, thì cái chị hãy chọn màu đen ha, mặc làm kiểu, còn mặc để chống nắng này này kia thì đừng nên chọn màu đen. Tại vì cái màu đen là cái màu hút cái ánh nắng mặt trời hút xạ rất là mạnh. Cái chị mặc cái quần đen mà cái chị đi ra ngoài, cái chị chạy xe, cái chị thấy hai cái bắp đùi của mình không? Nó rát luôn á. Nhưng mà cái chị mặc cái quần màu sáng tí xíu thì nó bình thường. À, đó là đi nắng thì đừng chọn áo khoác màu đen. 2XL màu em mặc chốt cho cô Hoa. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em màu xanh min nha, màu xanh min. Áo khoác này cái chị đi nắng là ok, chót vải nó dày đó, nó dày nó mịn nha cả nhà. Này về cái chị giặt thoải mái, nó không có bị đổ lông. Chót vải cô Tông này, cô Tông xịn đó, đẹp lắm. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Màu xanh min cả nhà ơi, màu xanh min. Áo 105.000 chị. 105.000. 48kg là mặc như em vậy nè chị Viên Kiều. Em 48kg cao 1m58 đó, size nhỏ nhất là size 2X. Là chị mặc như em mặc vậy đó. Nè. Chị nào thích ôm thì 55kg nha, còn chị nào mà không thích, chị nào thích mặc thoải mái vậy thì lấy này. Áo khoác này là form vừa thôi nha, không dài và cũng không ngắn luôn. Đó cái chị chờ, nó vậy nè. Ok không? 105.000 áo cả nhà. Hàng đẹp. Em đứng gần quá mấy chị thấy không rõ. Bảy mươi lăm ký hết hàng rồi chị, 75kg qua em bán hết rồi. Chị Nguyễn Yến ơi, chị bao nhiêu ký? Bộ này em có tới size 65, ở áo này size 65kg thôi. Chị kêu em lấy size lớn nhất, em đâu có biết size nhiêu đâu. Mình cho em số ký đi, chị vừa thì em chốt, còn không vừa thì mình chọn mẫu khác nha. Vàng kèm theo số ký giúp em đi chị, nhà máy anh Hồng ơi. Bảy, size 75kg với 80kg qua em bán hết rồi cả nhà, hết trơn rồi. Màu xanh ngọc 65kg vừa không vừa chị? Màu xanh ngọc 65kg vừa. Em có size 4X nè, 4XL. Xanh min 65kg cho chị Nguyễn Yến. Đây nha chị, em lấy cho chị cái này. Xanh min 65kg cho chị Nguyễn Yến. Em không, em hết size 75kg rồi. Trăm lẻ năm ngàn một áo cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Màu em đang mặc size 2XL. Màu em đang mặc size 2XL. Nằm ở đâu ta? Màu em đang mặc nhưng mà nó là thiêu chữ được không chị? Màu em đang mặc nhưng mà nó thiêu chữ nha chị. Size 2XL nha cô Hoa ơi. Nó thiêu chữ, nó chỉ khác cái bông với cái chữ thôi. Còn lại form chất vải là y chang nhau. Rồi chốt cho cô Hoa nha. Hồng đậm size 4X em chốt cho chị Tho Phạm. Hồng đậm size 4X. Rồi em nghe nè chị. À, lấy cho mình hai cái áo khoác số 2 á, mua cho nhỏ em đi. Bây giờ á là hai cái áo khoác của chị ngày hôm qua á, là bên em á, có nghĩa là chị gọi điện cho em á thì chị một số điện thoại khác. Rồi chị gửi hàng chị bắt em á là phải ghi cái số điện thoại khác. Em mấy bạn nhà em không có biết đường tra địa chỉ, tại vì em xài tất cả em xài là em xài trên hệ thống, là em tra cái địa chỉ sao tra bằng số điện thoại nó mới ra chị. Mà gọi cho chị hoài chị không có bắt máy. Đơn bây giờ em xả ra rồi. Đơn hồi hôm qua không có đi mà xả ra rồi. Tại đâu có địa chỉ, đâu có biết địa chỉ đâu mà gửi. Chị ơi, em cả ngàn khách hàng lận chị chứ không phải mình ơn chị. Rồi chị không có cho rồi sao em biết để em gửi cho chị được. Thôi giờ lấy cho mình một cái số 3, hai cái số 2, hai cái đi.
Mấy bạn nhà em gọi điện cho chị cái số này, chị vui lòng á là chị bắt máy giùm em rồi chị đọc cái số điện thoại cũ của chị á, để mấy bạn nhà em tra địa chỉ nó mới ra. Rồi, em để lên trên đó chị đăng lại cho em cho chị. Này chị đẹp, giữ lại cái này giùm em đi, chút nói với bé Thủy gọi điện thoại xong rồi nó chỉ lấy thêm hai cái size số 2 màu gì nó chốt cho chị. Xanh min 60 kg em chốt cho chị Xuân Phương. Xanh min size 60 kg size 3XL em chốt cho chị Xuân Phương nè. Size 75 kg em hết rồi cả nhà ơi, hôm qua em like size 7, size 6, size 7 em hết rồi, 5, 6, 7 là hết trơn hàng luôn rồi. Vàng 55 kg em chốt cho chị nhà Mai Ánh Hồng. Em lấy cho chị vàng chữ nha chị. Chữ thiêu mà cái bông nó cũng thiêu nữa. Nó chỉ khác nhau hai cái logo ở trên đó thôi à. Xanh min size 3X em chốt cho chị Trần Kim Anh. Em ngồi ăn hơi em nhích nó đi đâu luôn rồi chị. Sáu mươi hai ký mà size 4X với em chị. Xanh min 48 kg em chốt cho chị Viên Kiều. Hồng đậm em chốt cho chị Minh Vân 65 kg nè, hồng đậm 65 kg. Chị lấy xanh nào vậy chị Thi Mỹ Võ ơi, em có xanh ngọc nè, xanh min với xanh bơ á chị. Vàng em lấy cho chị vàng nha, vàng size 4X. Rồi vàng size 4XL. Nè chị bỏ cái bill này vô trong cái hai cái khoác đó giúp giùm em. Nói với bé Thủy chút xíu gọi. Rồi màu xanh min em chốt cho chị Thi Hạnh Thi Mi Võ. Em lấy cho chị màu xanh min. Màu xanh min size 65 kg. Rồi để em mặc cái màu nâu cho cả nhà xem. Chị nói với bé Thủy á chị, gọi cái đó liền giùm em đi chị đẹp. Gọi cái số điện thoại ở ngoài á, nhưng mà tra địa chỉ thì tra cái số, tra cái số điện thoại trên bill á. Rồi để em vô lại màu cho cả nhà, từ từ nha. Màu này là cả nhà chốt em màu dư cải nha. Vải dày dặn nha cả nhà ơi, cái chốt vải này đẹp lắm. Vải này nó đẹp hơn cái hàng mà em mua 165-170 ngàn nữa, cái vải nó thưa á. Vải nó thưa mà nó mỏng lắm cả nhà. Nó không có mịn gì đâu. Tìm mấy cái mua được mấy cái lô mà hàng thanh lý như thế này nè cả nhà, giá nó mới mềm nha. Hàng nó đẹp. Với hàng nó còn nguyên ri, nguyên màu cho mình luôn. Hàng sale thì nó lộn xộn chứ hàng mà hàng thanh lý á. Hàng thanh lý mà hàng người ta bán qua một đợt á, hoặc là hàng khách sỉ người ta đặt số lượng nhiều cái người ta lấy không hết, cái xong cái xưởng người ta giảm xuống cho mình á. Đó, mấy cái hàng đó cái chị mua nó còn nguyên riêng nguyên số. Nguyên riêng nguyên số như nó đẹp. Rồi cả nhà, màu em đang mặc là màu này, mình lên giúp em màu nâu nè chị, nâu bò á chị nha, màu nâu bò rất là đẹp luôn. Đó chị nào mà thích màu tối tối thì lấy màu này nè với màu xám. Em chỉ có hai cái màu này là màu tối thôi, còn lại màu nó tươi tươi thôi nha, nó không có màu tối nữa. Đây màu xám nha cả nhà, giống em màu xám. Rồi em có màu hồng nhạt cho cả nhà nữa nè. Đó, em lại vợ nhà em 3-4 cái áo khoác màu hồng này nè mấy chị. Dễ mặc nha. Rồi lên giúp giùm em màu hồng nha cả nhà, màu hồng.
Áo này cái chị giặt thoải mái, nó không có bị đổ lông đâu cả nhà, giải đẹp á. Rồi lên giúp giùm em màu này màu hồng đậm nha. Cái này là hồng nhạt rồi, cái này cả nhà lên giúp em hồng đậm nè. Rồi màu này cả nhà lên giúp em màu vàng nha, màu vàng. Rồi màu này cả nhà chốt em màu dưa cải. Màu này cả nhà chốt em màu dưa cải nha, cả nhà màu dưa cải. Xám 4 em chốt cho chị Thanh Mai. Màu em đang mặc là màu nâu bò đó cả nhà, rất là đẹp luôn. Em còn size 65 kg trở lại mặc mặc vừa ha. Alo, nhà Diệu nghe ạ. Chị cân nặng chiều cao bao nhiêu vậy chị? Chị 1m65 là chị mặc nó bị ngắn lắm đó nha chị. Dạ. Tại vì cái đó là giả váy lỡ nữa mà chị cao nữa nên là chị mặc nó là nó bị ngắn đó. Dạ. Giả váy dài thì em còn. Giả váy dài thì em còn vài màu á, chị coi giúp giùm em đi ha. Rồi chị chọn màu. Dạ. Dạ dạ váy dài thì còn đó, chị coi màu giúp em đi chị, rồi coi coi màu với coi mẫu giùm em nha. Dạ rồi rồi, 105.000 một áo cả nhà ơi. Xanh bơ 3X em chốt cho chị Đặng Thương. Ý xanh bơ 3X em hết trơn rồi chứ. Xanh bơ 3X em hết trơn rồi chị đẹp, xanh bơ em còn được 4X không à chị Đặng Thương ơi. Sorry chị nha. Xanh bơ em còn 4X không à, hết 3X rồi. Rồi cái này là xanh ngọc giúp em cả nhà ơi, xanh ngọc. Chốt em mã xanh ngọc nha, mã xanh ngọc. Rồi cái này là xanh min nè cả nhà. Cái này là xanh min. Rồi cái này là xanh bơ. Bà ba bông có nha chị Cao Thuận ơi, bà ba bông em mới về, trời ơi nó đẹp chứ ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi lên giúp em bộ này là màu, cái áo này là màu xanh bơ. Rồi em có bao nhiêu màu đó cả nhà? 105.000 một áo á chị Rosy Đòn. Alo giờ Diệu nghe ạ. À. Dạ rồi. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Hồng đậm với dưa cải size 3XL chị. Dạ, chị lấy cái thiêu cũng được mà chị lấy cái bông cũng được. Nâu bò size số 4 XL em chốt cho chị Phượng Hồng. Bộ xe số 4 chị Cao Thuận ơi, chị Cao Thuận có thể là tua lại cái like tối ngày hôm qua chị coi giúp giùm em cái mã đồ được không chị? Xanh ngọc. Chị Duyên Lê ơi, chị nâu nâu chị Rosy Đồng cho em số ký chị Rosy Đồng. Chị Duyên Lê em lấy cho chị size 3X nha. 3X cho chị mặc cho nó thoải mái tí xíu, mé 58 55 kg. Em đang mặc là size 2X đó. Em lấy cho chị xanh ngọc size 3XL. Cô gì đó chị, cô gì mà số điện thoại nhiêu cuối quên đi rồi. 0916 189 489. Em lấy cho chị Duyên Lê là size 3XL nè, áo khoác. Này chị mặc mình lớn tuổi hay gì đó. Lớn tuổi mình mặc cho nó thoải mái tí xíu. Trẻ trẻ thì mấy bạn thích mặc ôm. Hồng đậm size 3XL em chốt cho chị Đặng Thương. Hồng đậm size 3XL cho chị Đặng Thương. Lấy một cái màu nâu bò, một cái màu xanh ngọc. Rồi size 4XL em chốt cho chị Đặng Luyến. Nè chị. Hai áo size 4XL. Nâu bò size 2XL em chốt cho chị Châu Lệ Hoa. Áo khoác không có mũ em không có chị. Tất cả hàng là em có mũ hết nha. Có mũ hết. Cái chị đi nắng á, cái chị chùm lên vậy nè. Chị nào mà không có thích bịt nhiều, cái chị bịt cái khẩu trang, cái chị chùm cái nón lên và đội nón bảo hiểm lên.
nó mát ở phía sau cái cổ của mình. 69kg con hết rồi cô Lê Quyên ơi. Áo khoác con hết size 69kg rồi, cô size 5, size 6, size 7 hôm qua là con bán hết trơn rồi. Hiện tại giờ con còn 2, 3, 4 à. Kg ok chị Rosie Đòn, em lấy cho chị size 2XL hay là chị muốn lấy 2X hay là 3X chị? 2X thì chị mặc sẽ ôm, 3X thì chị mặc nó sẽ thoải mái tí xíu. Nha, chị thích mặc thoải mái hay thích mặc ôm, để em lấy cho. Dạ, nâu bò là cái anh em mặc á. Áo khoác màu bò size 70kg hết trơn rồi chị Nguyễn Chính ơi, em còn size 65kg trở lại à chị. Em còn size 65kg trở lại à. Dạ. Gút nó lên luôn đi chị. Còn 105.000 một áo chị Nhi Trần ơi. Áo khoác này đẹp nha cả nhà ơi. Hàng Holly cả nhà. Hàng Holly rất là đẹp luôn. Giải đẹp. Giải dày dặn lắm. Áo khoác này cả nhà đi nắng là ok ha. Ok, bao phê bao mát luôn á. Đem ra cho tôi xem nhé. Chị Cao Thuận ơi, bây giờ á, chị có muốn coi á, thì chị chờ em lên nha. Chị chờ em like. Còn không chị muốn nhanh á, thì chị tua lại cái like thôi tối ngày hôm qua giùm em. Rồi em chốt cho chị Rosie Đòn size 3XL. Nâu size 3XL em chốt cho chị Rosie Đòn. Dạ nâu bỏ chị. Còn không thì chị chờ giúp giùm em đi chị. Rồi em lên lại cho cả nhà cái màu nha. Màu xanh bơ này cũng đẹp nè. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh bơ nha cả nhà. Màu xanh bơ. Màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu xanh min. Áo khoác là cả nhà, mấy cái màu này là cả nhà rất là dễ mặc nè. Lớn tuổi cả nhà mặc cũng được mà trẻ cũng được. Với lại là đi nắng á, các chị mặc đi nắng hoặc các chị mặc ở trong nhà nó cũng ok luôn. Đi nắng nó rất là mát, nó không có hút cái ánh sáng của mình nhiều. Với mấy cái màu này nó đẹp cả nhà, nó đẹp, nó sạch nữa. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha. Lên giúp em mã này là mã xanh ngọc cả nhà. Xanh min rồi, cái này là xanh ngọc. Áo chống nắng chị, áo này là áo chống nắng nha. Áo này là mình để dành mình đi nắng đó. Mà cái chị mặc ví dụ lạnh nhẹ nhẹ thì mình mặc mình khoác cũng được. Chất vải này nó cũng dày dặn, nó không phải là áo ấm nha cả nhà. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà, lên giúp em mã này là màu vàng. Vàng dưa cải, giờ lên giúp em màu dưa cải. Xám ba em chốt cho chị Châu Lệ Hoa. Đây em rút xám ba em chốt cho chị Châu Lệ Hoa. Xanh min size 3X em chốt cho chị Đặng Thương. Min 3X em chốt cho chị Đặng Thương. Rồi màu này cả nhà lên giúp em màu vàng. Màu vàng nha, màu vàng. Rồi màu này cả nhà chốt em màu hồng đậm nè cả nhà. Màu hồng đậm, đẹp quá. Rồi màu này màu hồng nhạt. Cả nhà chốt em màu hồng nhạt nha. 105.000 một áo màu hồng nhạt. Rồi màu này cả nhà lên giúp em màu xám. Rồi em đang mặc là màu nâu bò. Rồi em qua mẫu áo khoác này nha. Qua mẫu áo khoác này cho cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ lên bà ba cho cả nhà nè. Úi em còn được cái 5X. Em còn sót được một cái 5XL cả nhà. Size 70kg nè, cái hồng nhạt nè. Size 65-70kg chị đẹp nào chốt giúp em đi. 105.000 một áo chị. Rồi 65-70kg. Ở nhà chốt giúp em còn được cái size 5X. Một cái màu hồng nhạt. Cả nhà chốt giúp em nha. Ok để em mặc hồng đậm cho chị. Chị Lê Ân một cái nâu 3X với một cái xanh min 2X. Ok chị. Chị đi. Dạ váy lỡ cả nhà phải cho em cân nặng và chiều cao và cho em cái mã đồ nha cả nhà ơi. Dạ váy lỡ nãy em sale còn được có mấy bộ à.
Em chốt bộ size 5S, 5XL em chốt cho chị nhà Mai Ánh Hồng. Xuân Nguyên nó hết hả chị? Hết hay ít hả? Còn cái nữa. Còn cái. Chị, ship cái này giùm em, 5X là cái này. Chị Cao Thuận ơi, em không có gọi điện đâu chị. Ví dụ như chị coi lại cái like ngày hôm qua giúp giùm em, chị đọc mã đồ giùm em ha, rồi em lấy cho mình. Chứ em không có trực tiếp em gọi điện cho mấy chị rồi đọc mã đồ rồi chụp hình cho mấy chị coi nữa là em không có thời gian nha. Mấy chị thông cảm. Với khó lắm chị. Đồ bà ba cái chị coi trực tiếp em mặc á, mấy chị mới thấy nó đẹp như thế nào, còn chụp hình lên nó mới bảo đảm em chụp 10 bông mấy chị không có lựa được bông nào á. Một áo khoác 50 kg lấy rộng. Ok, rộng là mình mặc size 2XL là vừa rồi đó chị Phương Dương. Cái like ngày hôm qua em còn chừa lại mà chị là sao coi không được. Cái like hôm qua, tối hôm qua đó. Mình tua nhanh mình coi thôi. Ở dưới mấy chị coi giống như mấy chị coi cái thằng YouTube vậy đó. Ở dưới cái mình bật cái live stream gọi lên đó là tìm sao không thấy. Hôm qua, tối hôm qua em mới vừa like mà em còn chừa lại mà sao không thấy. Chị kéo từ trên xuống dưới thì chị sẽ thấy. Cách hai mươi mấy giờ đó làm gì mà không có được chị. Dạ không có size 70 kg chị Nguyễn Chính ơi, size 70 kg em hết rồi. Nâu bò size số 2, size 2XL em chốt cho chị Ngọc Bảo Ngọc. Dạ đúng rồi cũng 2X thôi chị. Tại chị có 50 kg rồi chị mặc giống như em mặc vậy nè. Thoải mái. Áo khoác hôm qua em like là hết rồi chị Chính, hôm qua có size của chị đó, nó có size 7XL, 6XL nữa. Mà hôm qua em chốt hết rồi, khách lấy hết rồi. Giờ em còn size tới size 65 kg à. Hồng đậm size 4XL em chốt cho chị Dương Phan. Khoác 105.000 một áo chị. Khoác 105.000. Hàng này á là hôm qua, đáng lý ra là em bán cho cái chị, nếu mà đúng giá bình thường mà em lấy về luôn là giá là 120.000. À, nhưng mà em suy nghĩ tới, em suy nghĩ lui hoài thôi, em bán cho mấy chị 105.000 mỗi một chị chốt hai cái đi về, hai ba cái về để dành mình mặc. Lâu lâu nó mới có một lô giải đẹp nha cả nhà. Giải dày dặn, nói chung áo khoác này các chị đi nắng là ok nha, đi nắng là ok đó. Đúng rồi 47 kg mặc size 2 là thoải mái. 75 kg không có chị Xuân Nguyễn ơi, không có size của chị. Hàng giả váy em không có size của chị nha chị. Em mà 1m58, 48 kg nè chị. Em đang mặc cái này là size 2 nè, là thoải mái đó chị. 47 kg là chị mặc như em vậy nè. 63 kg mặc size 4XL chị Minh Chí Lê. 63 kg mặc size 4XL. Áo khoác này form vừa thôi cả nhà ơi. Không có dài mà nó cũng không có ngắn luôn nha. Em M58 là em mặc nó vừa luôn đó. Để em mặc cái hồng nhạt cho cả nhà xem. Cái hồng nhạt này cũng đẹp nữa nè. Mấy cái màu này dễ mặc lắm. Tại vì em có chừa mấy màu này lại em mặc rồi của cái lô trước á. Cái lô trước là em lấy hàng sỉ nghiêm cho cả nhà là giá sỉ nó đã là 150 mấy ngàn rồi đó. Rồi màu hồng nhạt nha cả nhà, 65 kg có đó chị. Dạ hôm qua size 5, size 6, size 7 là hôm qua em chốt hết trơn luôn. Có một like một là hết hàng mấy size đó luôn. Em chào chị Nguyễn Lam. 65 kg cao, mét 55 trở lên mình mặc size 4XL là vừa nha chị Bích Trân. Chị Bích Trần. Rồi em đang mặc là màu hồng nhạt nha cả nhà, màu hồng nhạt. Đó mấy cái màu này cái chị mặc lên nó rất là đẹp nè. Màu nó không có quá đậm ha, đi nó không có bị nóng nhiều. À. Xám với xanh min size 4XL em chốt cho chị Minh Chí Lê.
xám với xanh xanh mint. Giải này cái chị giặt nó cũng không có bị đổ lông nữa nè. Giải này cái bề mặt nó mịn. 105.000 một áo nha. Hàng của Holly ha, chị nào mà hay mặc áo khoác là biết cái thương hiệu này. Đẹp quá. Áo khoác dày dặn ha cả nhà ha. Rồi em có màu nâu bò cho cả nhà nữa nha, màu nâu bò cũng rất là đẹp nè. Ừ, hàng này nè cả nhà. 105.000 một áo cả nhà nha. Có túi trong chị. Có túi trong nha, hai túi trong. Hai túi trong bự lắm. Hai túi ngoài thì có dây kéo. Chị lấy màu hồng nhạt ha, hồng đậm chị Kim Hạnh ơi. Chị Kim Hạnh lấy hồng nhạt ha, hồng đậm mà em lấy cho. Alo, giờ Diệu nghe ạ. À. Tím đậm. Chị nãy chị nói với em là chị cân nặng chiều cao bao nhiêu chị? Cao 1m65 mà cao ở bên nặng 65 cân, cao 1m65. Còn eo 80. Eo chị nhỏ đúng không? Đây là chị gọn người đúng không chị? Chị gọn người mà còn cũng xấu đâu em. Chị gọn người thôi để em biết em mới trả lời cho chị được. Rồi còn size không á chị? Nếu mà eo 80 là cái bộ đó em lấy cho chị size số 2 nha. Ừ, tại chị cho cái vòng eo của chị 80. Còn không thì lấy size số 3. Dạ. Vòng eo là cái eo từ ngực thoát luôn đó hả? Đúng rồi chị. Cân nặng chiều cao của chị á là bình thường là mình mặc size 3 hoặc là size 4 tùy mẫu. Còn cái mẫu này form nó thoải mái thì có thể là vậy thì chị lấy size số 3, còn chị cho em vòng eo 80 là em chốt cho chị có size số 2 thôi đó. Thì cái bộ đó là chị mặc, ví dụ em 1m58 thì em mặc nó phủ ở dưới, còn chị mặc, chị cao 1m65 thì chị mặc nó tầm khoảng tới mắt cá đó chị. À vậy hả? Dạ. Lấy cái bộ đó đi. Tím đậm size số 3 đúng không chị? Cái bộ mà viền beo ba cái sọc ở phía trước á đúng không? Tím đậm size số 3, để em coi coi còn không. Rồi còn á chị. Dạ. Hết. À xanh đen còn. Xanh đen còn size 3 luôn đó chị. Còn được 1 bộ. Ồ vậy đó hả? Dạ. Chị lấy 2 bộ đó đi. Rồi em chốt cho chị 2 bộ này ha, một bộ xanh đen với một bộ tím đậm. Dạ. Năm mươi ký màu hồng chị Kim Hạnh, thêm một cái hồng nhạt size 4XL em chốt cho chị Nguyễn Yến. Chị Kim Hạnh màu hồng nhạt size 2XL. Rồi một cái hồng nhạt size 2X với một cái hồng nhạt size 4X chị. Nhà chờ em tí xíu nha cả nhà. Chị gọi lại nói với bạn giùm em đi chị Dương Phan.
Để thôi bạn không biết, bạn cho đi đơn luôn đó. Chị gọi là chị nói với bạn giúp em với. Em lấy chị cái áo khoác màu hồng 50 đó, chị đưa số điện thoại sao rồi. Ok chị Phương Dương nha. Ok chị Phương Dương. Rồi vậy em lấy số mới nha chị. Số của chị là Vina đúng không? Rồi ok ha. Rồi mấy giờ rồi ta? 2:30 rồi hả cả nhà? Rồi cả nhà có muốn coi bà ba bông không? Có muốn coi bà ba bông nguyên bộ không? Cả nhà ơi em lên cho cả nhà mẫu đó. Mẫu đó em mới về. Mẫu đó đẹp á. Bà ba bông nguyên bộ. Cả nhà có muốn xem không ạ? Muốn xem thì em lên luôn cho cả nhà mẫu đó luôn. Còn không không thì em sẽ offline ở đây cả nhà nha. Đây bà ba bông nguyên bộ cả nhà, rất là đẹp luôn. 135.000 bộ. Quần ống suông nha cả nhà ơi, quần ống suông. Thì ta tôi cài lên trên mùa xanh cỏ. Chị Điệp từ sáng giờ từ chưa dọn cơm chưa vậy chị Điệp? Đây cả nhà ơi. Ngày thứ bảy. Rồi bộ bà ba bông em đang mặc cả nhà ơi, 135.000 một bộ nha. Bộ em đang mặc mã này là mã nhí đỏ. Mẫu này em có size cho cả nhà mình là từ 45 đến 75 kg, size 1 đến size 6 nha cả nhà, mỗi size nó cách nhau 5 kg. Khoác xanh min với khoác xám, size 4XL em chốt cho chị Hồng Lê. Quần giả váy 160 em còn đó chị Nhân ơi, chị Nhân mặc hôm bữa là chốt size 3 đúng không? Mình lấy mã gì nói em lấy cho chị, còn em lấy cho. Bộ đó bữa giờ nó nằm trong cái góc em chưa like lại cho mấy chị nữa. Rồi bộ bà ba em đang mặc cả nhà. Một áo khoác màu xám bông, size 4XL, xám bông còn cái luôn. Chị lấy cái cho chị ấy chưa? Chị em mới đưa bill cho chị. Có rồi đúng không? Đủ rồi đúng không chị? Rồi xám bông ha, xám bông em chốt cho chị Loan Quỳnh. Dạ. Size 4 hả chị? Size 4 em còn đó. Chị lấy mã gì? Chị lấy mã gì nói đi, em soạn ra luôn cho. Rồi bộ em đang mặc là bà ba nha cả nhà. Bà ba bông nguyên bộ 135.000 bộ. Em có từ size 1 đến size số 6 cho cả nhà nha, từ 45 kg đến 75 kg. Bộ này là em có 10 họa tiết cho cả nhà mình. Em đang mặc mã này là mã nhí đỏ. Rồi bộ này cả nhà chốt giúp giùm em là mã tím cẩm đi cả nhà. Chốt em bộ này là tím cẩm nha. Chị Sen Hoàng ơi, cái đó em còn được có bi đen không à chị? Em còn được bi đen không à? Mã gì á chị Phạm Thị Nhân ơi, cái bộ 160 đó chị lấy mã gì size số 4, nói đi em lấy cho. Còn em lấy cho chị. Rồi bộ này lên giúp em mã nhí vàng cả nhà. Cho em bộ nhí vàng, em đang lên cho cả nhà là bà ba bông nguyên bộ nha. Lô này quá đẹp luôn. Lô này ngày mai sẽ có một số chị nhận hàng được. Bữa nay em mới đi đơn cái mẫu này. Đẹp quá chừng đẹp luôn. Rồi mã này cả nhà lên giúp giùm em là mã đẹp nha cả nhà. Cho em mã đẹp. Bộ này quần ống suông, chị Ngân Hoàng, quần ống nó suông xuống vậy nè chị. Hai bộ bi đen size số 2 hết luôn hả chị? Cái cô tông dẻo quá chị đẹp.
Nó cũng mẫu hay khác mẫu vậy chị? Cái đó hình như em còn có một mẫu à chị Sen Hoàng ơi. Cái đó em còn bi đen mà nó còn có mẫu một hả chị? Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà, bộ này lên giúp em mã đẹp. Bộ này lên giúp giùm em là mã đẹp nha. Ống của nó cỡ này nè chị, nó không phải là ống nhỏ. Chị thích ống nhỏ hơn thì giờ chị may vô giúp giùm em. Mã này lên giúp giùm em là mã nhí cam. Em đang mặc là nhí đỏ nha cả nhà. Chốt em mã nhí cam cả nhà ơi, nhí cam đẹp quá. Rồi chị Phạm Thị Nhân ơi, nếu như mà chị không nhớ thì chị chờ cái like khác giúp em đi. Like này em không có lên rồi. Rồi lên giúp em mã này là mã hồng nha cả nhà, mã này mã hồng. Chị chờ cái like ngày mai hay gì đi chị rồi em lên ha. Bây giờ là không. Rồi chốt giúp giùm em mã này mã hồng cả nhà ơi, mã hồng. Tại vì nó nằm tuốt ở trong rồi chị nên là em không có lấy ra. Có số điện thoại đó bị sai chị, em rút cho em bỏ. À chị lấy hai bộ luôn đúng không? Rồi hai bộ cùng mẫu nha chị. Rồi mã này cả nhà lên giúp giùm em là mã hoa cả nhà ơi, chốt em mã này là mã hoa nha. Bà ba đẹp quá, cái lô này quá chừng đẹp luôn. Mã hoa cả nhà. Chốt em mã hoa. Rồi bộ cuối cùng, bộ này là bộ xanh nâu. Bộ xanh nâu. Chốt em mã này là mã xanh nâu cả nhà ơi, xanh nâu. Chốt em mã xanh nâu. Cái này hồi nãy là còn có size này hả chị? Đúng không? Không còn size khác đúng không? Rồi cả nhà ơi, chiều nay em like tới đây thôi nha cả nhà. Đơn này kịp thì mấy bạn nhà em chiều mấy bạn chốt đơn cho các chị luôn nha. Còn không thì sáng ngày mai. Nhưng mà có thể là chiều nay em chốt luôn. À, tối nay thì em không có like nha chứ chị, em hẹn cái chị trưa mai nha. Trưa mai 10 giờ hoặc 10 giờ rưỡi em like lại. Rồi em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.